Thế nào để cho uống sữa nhá. Nhá. Thế nằm đây. À, nằm uống sữa đây. Đây, làm từ từ thôi, đúng rồi, giỏi lắm. Cẩn thận. Đấy. Uống từ từ nó sạch đấy. Từ từ nhớ, đói quá hả? À? Ngủ dậy đói hả? À? Từ từ thôi sạch nhá. Từ từ thôi. Từ từ thôi sạch nhá. No chưa? No chưa? Đứng sạch nha. Hết rồi. Hết chưa? No chưa? Hết rồi hả? Hết rồi. Chị xem nào. No quá rồi. Hết sạch rồi đấy. Để chị lấy bình nhá. Để chị Anna này. Nhá. Để chị Anna này, Anna này. Đấy. Anna chín quá rồi đấy. Nào, dậy đi. Để cho Anna đi. Đây, đã đây bình sữa chị nhà. Chị lấy bình sữa nhá. Hết rồi. Thế giờ chị lên ai cho ăn nhá. No hẳn chưa? Thế để chị cất bình sữa nhá, xong rồi lên ăn nhá. Chị bóc Anna cho ăn nhá. Ui, thôi thôi. Cầm không chắc đấy. Đây chín này, chín nghe mới ngon này. Đây đây đây, đây, chị bóc đi mà. Hey, mân khí mân khí, đây, đỡ nhá. Thật đấy. Ăn từ từ thôi, từ từ thôi sạch. Bác bỏ hả? Bác bỏ nha. Đấy. Ngon thế nhỉ? Ngon chưa? Ngon không? Ngon không? Đây. Đây chị bóc rồi. Bóc nha. Đây đây. Đây này. Bữa nay thế ăn sẽ ăn ấy. Ha. Ăn thử một tí ăn cho ngon đấy. Cố gắng ơi. Từ đó. Yeah.
Thế là đấy, hạt rồi đấy. Để thì bắt hạt đi. Ý, ngon á. Để chỗ này không hạt là đấy. Đây mới vừa nhảy hết hạt rồi đấy. Hạt đây. Hạt rồi nha. Giúp ăn đâu đầy một hầu nữa này. Để mới khát cho nó ngọt nhé. Bà chị mới mới khát cho nó ngọt. Chà, ngon đấy à? No đấy à? No chưa? Ui ui. Có quá rồi. Nói chưa? Ừ. Đây. Bạn nó bắt đi. Nó chỉ bắt này đi nhá. No rồi hả? Xuống này. Đúng chưa nhá.